Này thiện hiện, có đại Bồ Tát tuy từng thấy Phật hoặc trăm hoặc ngàn hoặc nhiều trăm ngàn lần ở chỗ đệ tử và chư Phật ấy, cũng tu nhiều bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, nhưng lấy sở đắc làm phương tiện, nên chẳng thể tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến bố thí ba la mật đa. Thiện hiện, đại Bồ Tát này nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ chúng mà đi. Thiện hiện, đại Bồ Tát này khinh mạn bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cũng khinh mạn Phật, đã bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, cũng bỏ chư Phật. Thiện hiện, nay trong chúng đây cũng có hạ người ấy, nghe ta tuyên nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng vui thích, bỏ chúng ra đi. Vì sao vậy? Vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đời trước khi nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa đã từng bỏ đi, đời này nghe bát nhã ba la mật đa như thế, do sức mạnh của túc nghiệp đời trước nên cũng lại bỏ đi. Thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây, thân ngữ và tâm đều chẳng hòa hợp, do đây gây tạo nghiệp tội, ác tuệ, ngu si tăng trưởng. Do vị ấy gây tạo nghiệp tội ngu si ác tuệ tăng trưởng, nên khi nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì hủy báng cho là chướng ngại xả bỏ. Vị ấy hủy báng cho là chướng ngại xả bỏ bát nhã ba la mật đa như thế, tức là hủy báng xả bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Do vị ấy hủy báng cho là chướng ngại xả bỏ trí nhất thiết tướng của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, nên gây tạo tăng trưởng, chiêu cảm, nghiệp thiếu chánh pháp. Do vị ấy gây tạo tăng trưởng, chiêu cảm nghiệp thiếu chánh pháp nên đọa vào đại địa ngục, trải qua thời gian lâu dài, hoặc trên trăm năm, hoặc trên ngàn năm, hoặc trên trăm ngàn năm, hoặc trên ước năm, hoặc nhiều trăm ước năm, hoặc nhiều ngàn ước năm, hoặc nhiều trăm ngàn ước năm, hoặc nhiều trăm ngàn ước triệu năm ở trong đại địa ngục, chịu các đại khổ đau dữ dội. Vì vị ấy tội nặng nên ở thế giới đây, từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ đau dữ dội. Nếu khi kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió của thế giới đây khởi mà nghiệp thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn chưa hết, thì sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, cũng ở trong đại địa ngục giống như đây, trải qua thời gian dài, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ước triệu năm ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ đau dữ dội. Vì vị ấy tội nặng nên ở thế giới khác, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ đau dữ dội. Nếu khi kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió của thế giới khác khởi mà nghiệp thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn chưa hết, thì sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác, cũng ở trong đại địa ngục giống như đây, trải qua thời gian dài, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức triệu năm, ở trong đại địa ngục chịu các đại khổ đau dữ dội. Vì vị ấy tội nặng nên ở thế giới khác ấy, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ đau dữ dội, lần lượt chuyển như vậy, trải qua khắp mười phương các thế giới ở trong đại địa ngục, chịu các đại khổ đau dữ dội. Nếu khi kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió của mười phương các thế giới kia khởi mà nghiệp thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn chưa hết, thì sau khi chết sanh trở lại trong đại địa ngục của thế giới đây, từ đại địa ngục này đến đại địa ngục khác, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu các đại khổ đau dữ dội. Nếu khi kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió của thế giới này khởi mà nghiệp thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn chưa hết, thì chết rồi sanh qua thế giới khác, trải qua khắp mười phương ở trong đại địa ngục, chịu các đại khổ đau dữ dội, luân hồi như thế trải vô lượng kiếp. Khi nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy mỏng nhẹ, thì từ địa ngục vị ấy thoát ra, đọa vào cõi bàng sanh, trải qua thời gian dài, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, cho đến nhiều trăm ngàn ức triệu năm, thọ thân bàng sanh bị đủ các loại khổ tàn hại, khủng bố bức bách. Vì tội chưa hết, nên ở thế giới đây, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Nếu khi tam tai của thế giới này hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết,
thì sau khi chết chuyển sanh thế giới phương khác cũng ở trong cõi bảng sanh giống như đây, trải qua thời gian dài, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức triệu năm, thọ thân bảng sanh bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Vì tội chưa hết nên ở thế giới khác, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Nếu khi tam tài của thế giới kia hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì sau khi chết, chuyển sanh thế giới của các phương khác ở trong cõi bàng sanh, trải qua thời gian dài hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức triệu năm, thọ thân bàng sanh bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Vì tội chưa hết nên ở thế giới phương khác, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách, lần lượt chuyển như vậy, trải qua các mười phương các thế giới, thọ thân bàng sanh bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Nếu khi tam tai của mười phương các thế giới ấy tan hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì sau khi chết sanh trở lại trong cõi bàng sanh của thế giới này, từ chỗ hiểm ác này đến chỗ hiểm ác kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay bị đủ các khổ tàn hại khủng bố bức bách. Nếu khi tam tai của thế giới này hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì chết rồi sanh trở lại các thế giới khác, trải qua các mười phương trong cõi bàng sanh, chịu nhiều khổ đau tuần hoàn như thế, trải qua vô lượng kiếp. Khi nghiệp lực thiếu chánh pháp mỏng nhẹ, thì vị ấy thoát khỏi cõi bàng sanh, đọa vào cõi quỷ, trải qua thời gian dài, hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm, cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức triệu năm ở trong cõi ngạ quỷ, chịu đủ các khổ, đói khát, tiểu tụy. Vì tội chưa hết nên ở thế giới đây, từ cõi quỷ đói này đến cõi quỷ đói kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ, đói khát, tiểu tụy. Nếu khi tam tai của thế giới này hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì sau khi chết, chuyển sanh thế giới phương khác cũng ở trong cõi quỷ đói giống như vậy, trải qua thời gian dài hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ức triệu năm ở trong cõi ngạ quỷ, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Vì tội chưa hết nên ở thế giới kia, từ cõi quỷ đói này đến cõi quỷ đói kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Nếu khi tam tai của thế giới kia hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì chết rồi chuyển sanh thế giới phương khác cũng ở trong cõi quỷ đói, trải qua thời gian dài hoặc nhiều trăm năm, hoặc nhiều ngàn năm cho đến hoặc nhiều trăm ngàn ước triệu năm ở trong cõi ngạ quỷ, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Vì tội chưa hết nên ở các thế giới khác, từ cõi quỷ đói này đến cõi quỷ đói kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Lần lượt chuyển như vậy, trải qua khắp mười phương các thế giới ở trong cõi quỷ đói, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Nếu khi tam tai của mười phương các thế giới khác hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì sau khi chết lại sanh trở lại trong cõi quỷ đói của thế gian này, từ cõi quỷ đói này đến cõi quỷ đói kia, từ lúc kiếp lửa, kiếp nước, kiếp gió chưa khởi đến nay, chịu đủ các khổ đói khát tiểu tụy. Nếu khi tam tai của thế giới đây hoại mà nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy vẫn còn chưa hết, thì sau khi chết lại sanh trong cõi quỷ đói của mười phương các thế giới khác, chịu nhiều khổ đau lưu chuyển như vậy, trải qua vô lượng kiếp. Khi nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy sắp hết, thì vị ấy ra khỏi cõi quỷ đói, sanh trong loài người, tuy được làm người nhưng thuộc hạng thấp kém, nghĩa là sanh vào nhà đuôi điếc, hoặc nhà tôi tớ, hoặc nhà cánh thây chết, hoặc nhà hàng thịt, hoặc nhà bắt cá săn thú, hoặc nhà thợ thuyền, hoặc nhà con hát, hoặc nhà tà kiến, hoặc nhà bỉ ổi, ác luật nghi, hoặc bị thọ thân không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không tay, không chân, đuôi mủ câm điếc, ung thư ghẻ hủi, bệnh phong điên cuồng, hung tàn, gù lưng, tay chân ngắn cụt, các căn khuyết thiếu, màu da đen vàng, tiểu tụy, ngu si vô trí, làm việc gì cũng đều bị người khinh cười.
Hoặc sanh ở chỗ chẳng được nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Pháp, danh hiệu Tăng, danh hiệu Bồ Tát, danh hiệu Độc Giác. Hoặc sanh ở thế giới u ám, không có ngày đêm, chẳng thấy ánh sáng, ở chỗ hiểm trở, quế ác độc địa. Vì cớ sao? Này thiện hiện, vì nghiệp lực thiếu chánh pháp của vị ấy gây tạo tăng trưởng rất sâu đậm, nên phải chịu đầy đủ các quả khổ chẳng ưa thích như vậy. Phẩm loại như vậy quá nhiều, khó có thể nói cho đầy đủ. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Như Lai thường nói tội nặng đó là năm tội vô gián. Nay nói tội thứ sáu là do gây tạo tăng trưởng nghiệp hoại chánh pháp. Vậy nó cùng với năm tội vô gián giống nhau sao? Phật dạy. Này Xá Lợi Tử, nghiệp hoại chánh pháp rất thô nặng, năm nghiệp vô gián chẳng thể đem sánh bằng. Nghĩa là nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vị ấy chẳng tin hủy báng chê bai nói như vậy. Đây chẳng phải là lời của các Như Lai ứng chánh đẳng giác đã diễn thuyết phi pháp phi luật, chẳng phải lời dạy của Đấng Đại Sư. Đối với những lời ấy, chúng ta chẳng nên tu học. Người hủy báng pháp ấy, tự mình hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng dạy vô lượng hữu tình hủy báng. Tự hoại thân mình cũng khiến người tự hoại, tự uống thuốc độc cũng khiến người uống, tự mất quả vui sanh thiên, giải thoát cũng khiến người khác mất. Tự giữ chân mình nơi hầm lửa địa ngục, cũng giữ chân người khác buộc nơi hầm lửa địa ngục. Chính mình không tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, cũng dạy cho người khác không tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Chính mình chìm trong biển khổ, cũng khiến người khác chìm trong biển khổ. Này Xá Lợi Tử, ta đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, còn chẳng muốn cho kẻ hủy báng chánh pháp nghe danh tự ấy, cũng là nói cho họ nghe. Này Xá Lợi Tử, đối với kẻ hủy báng chánh pháp, ta còn chẳng cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa nghe danh tự họ, huống nữa là nhìn thấy, lẽ nào cho ở chung. Vì cớ sao? Này Xá Lợi Tử, nên biết những kẻ hủy báng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tên của họ là hoại chánh pháp, chết rồi sẽ đọa trong loài đen tối, như con ốc trâu dơ uế, tự thân dơ uế lại làm dơ uế người khác, như đống phân thối. Nếu ai tin theo lời của kẻ hoại chánh pháp thì sẽ chịu đại khổ như trước đã nói. Này Xá Lợi Tử, nên biết các kẻ hoại Bát Nhã